想法心事，如何一他？即使已定难三也罢，食得美味会渐觉开怀。无谓人人夜夜感叹，几多爱上暂时忘了吧。偏偏也有甜酸苦辣。 如若有你吞香我，我会控诉最美的声吻。谁愿目的令人动心？慢慢慢慢地呀，偶尔一些感觉，慢慢地呀，渐渐默默在乎内心，是爱是爱这美美，静静一生都会牵挂，平平淡淡亦唔系差，慢慢慢慢地呀，只需将心牵住，慢慢地呀。 Anh giả mù phải không? Tao lặn lội đường xa mới về được tới đây là phải ăn chắc tấu tấu. Mày đừng mau đập vỡ giấc cầu của tao. Lúc nãy ở trong toilet anh đã nói gì? Anh chịu nhận chưa? Trời, cô cắn tôi. Tôi đã nói rồi. Tôi không buông tao tấu tấu đâu. Tố Tố, hắn hiểu anh bỏ em đi. Anh đã nói, dù đánh chết anh cũng không bỏ em đâu. Anh không bỏ đâu. Cặn bã, anh tin là, anh tin tôi. Anh đi. Sư phụ, mặt trái của yêu là hận. Tôi hiểu ông mà, ông làm việc lỗ lĩ như vậy, biểu Tố Tố làm sao mà giúp ông. Tố Tố, cô không tin tôi, cô sẽ hối hận suốt đời. Chuyện của tôi không liên quan tới ông. Sư huynh, Tố Tố, em tiện anh tới đây là được rồi. Anh tự đón xe về nhà được rồi. Không được, em sợ sư phụ lại đến quấy rầy anh đó. Cô làm như tôi là bê đê phá nó. Không có đâu. Nhưng anh đã nghĩ rồi. Từ nay anh sẽ không tới Mỹ vì riêng tìm em nữa. Anh sợ sư phụ quấy rối anh nữa à? Anh đừng sợ, có em ở đây mà. Tuy là nói vậy thôi, Tố Tố à, anh không muốn làm em khó xử. Không có gì khó xử cả. Nếu ông còn quấy rối anh á, sư phụ cũng miễn bàn luôn. Hắn đã cho cô uống thuốc mê gì vậy? Nhưng mà thôi đi. Tóm lại, nếu anh không xuất hiện trước mặt ổng thì chúng ta sẽ không sao. Đôi bên cũng dễ chịu hơn. Mày đừng có giả bộ nữa. Nhưng mà chúng ta nhất định phải tranh thủ chút thời gian để gặp mặt. Ừ. Thật ra anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm. Em cũng vậy. Hay là chúng ta tìm chỗ ngồi rồi từ từ nói ha. Cũng được, em dẫn anh đi nha. Hay lắm. Anh làm gì vậy? Có gì đâu, quan sát thôi mà. Ủa? À, Quang Hồ, bỏ rác đi rồi, đi thôi. Em nói bỏ rác mà, em đi tay không, rác đâu bỏ? Bỏ rác đó, em bỏ vô thùng rác rồi còn gì. Bà dễ nhiều trò, đúng là ăn hại. Ăn tối nè. Mới vừa ăn chén chè, chưa được một phút thì gọi ăn cơm. Ăn cơm xong rồi ăn trái cây. Trái cây chưa tiêu hết là biểu ăn tối. Ăn tối xong không biết là ăn cái gì. Ăn cái bàn đi. Ăn luôn cái tủ lạnh kìa đồ ngu. Tối ngày ăn không biết có bị lãi không nữa. Em chửi đi. Nếu anh chửi em mà cảm thấy dễ chịu, anh cứ việc chửi. Cô biểu tôi chửi thì tôi không chửi. À, đừng vậy mà, hòa thuận vui vẻ hơn đi. Hả? À, nghe rõ chưa? Tụi mình mới là người trong nhà, còn Tố Tố kia mới là người của người ta. Không thèm nói với cô. Em chỉ muốn nhắc nhở anh thôi. 7 ngày qua nhanh lắm. Đến lúc đó chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc. Thì không biết anh còn lo cho Tố Tố đi làm gì. Người ta đã có anh Hảo giai rồi kìa mà. Ê, đừng vậy mà. Nè, ăn đi, ăn đi. Nè, ăn đi, ăn đi. Còn lại kiếm cớ chặn họng tôi phải không? Tôi ăn mất còn nói với mấy người. À, sư phụ à, ăn cho nó nóng. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn không có vô.
Ủa, điện thoại đâu? Đây nè. Alo. Alo, alo. Ai vậy? Không biết nữa, hình như là Tố Tố, không rõ cho lắm. Alo. Có tôi với, sư phụ à. Sư phụ, thì mau đến cứu tôi đi. Tố Tố, cô ở đâu vậy? Cô làm cái gì? Gì nó? Nè, nhìn lên. Ê, đừng mà, đừng. Sư phụ đi đâu vậy? Tố Tố. Cứu tôi vậy. Tố Tố. Cứu tôi. Kêu cứu cái gì? Bây giờ anh tới cứu em nè. Tố Tố. Cứu xong. Cứu tôi với. Cứu tôi. Cứu tôi với. Cứu mình chạy với. Có tên cầm thú này. Mày là tên dâm tặc không bằng lời chó. Tao phải bóp chết mày. Tố Tố là gì của ông? Hả? Là gì của ông? Tố Tố là của tao. Mày không được đụng vào con. Mày tới trễ rồi. Tố Tố, Tố Tố là của tao. Tố Tố là của tao. Mày nói cái gì? Nhưng mà vậy, bây giờ tao không cần nó nữa. Thứ ra đâu nổi này, mày yêu nó sao? Bất kể Tố Tố thay đổi thế nào, tao vẫn yêu cổ. Tao nghe không rõ. Lê Tiêu chung đi. Tao yêu Tố Tố. Mày là tên cặn bã, tao phải trả thù cho Tố Tố. Chiêu cấp vô địch. Kẹp chết mày luôn. Cứu tôi với. Mày giành lại. Cứu tôi với, mau ra đây đi. Tố Tố. Cứu tôi với, mau ra đây đi. Hả? Sư phụ điện, đừng tay lại đi. Đừng tay. Tố Tố, em đừng lo. Dù em tay đổi thế nào, anh cũng chịu trách nhiệm mà. Tố Tố, nếu anh có bệnh gì, em phải chịu trách nhiệm đó. Sư phụ. Đại Hùng, tội nghiệp quá. Tố Tố nó bị hành hạ như vậy. Sư phụ điện, là tôi nè. Tôi là Đại Hùng mà. Ông nhìn kỹ lại đi. Đại Hùng nè. Tôi đây nè. Đại Hùng. Tôi đang ở đây nè. Cô sao lại như vậy? Tất cả đều do tôi sắp xếp đó. Đại ca, tại họ buộc tôi đóng kịch cho anh xem thôi. Nói nãy giờ thật ra xảy ra chuyện gì? Tại anh giả mù gạt em trước chứ bộ. Vậy sao em biết là anh giả bộ mù chứ? Hôm đó đó anh cứ hẹn em ra bờ biển mà. Tố Tố, anh yêu em quá, anh không thể mất em được. Tuy anh tàn phế, nhưng mà anh biết em vẫn còn yêu anh. Tố Tố, tha lỗi cho anh đi. Vậy tôi được. Hôm nào rảnh chúng ta về Mỹ Vị Viên gặp ba má em được không? Cũng được. Ngày mai mấy giờ? Thì khoảng giờ này đi được không? Cũng được. Thì 5 giờ vậy. Được. Nhớ đó, mai mốt gặp con gái đừng bao giờ trả lời mấy giờ nghe chưa. Nhẹ tay chút đi, đau quá. Vậy là cô biết tẩy của hắn, sau đó biểu hắn đóng kịch với cô. Cô thấy ghét thiệt, dám chơi tôi. Đúng vậy đó. Tụi tôi đâu có chơi ông, chỉ có điều muốn ép ông nói câu nói mà ông ngại nói ra thôi. Được rồi, lần này Tố Tố đúng là dốc hết công sức của mình. Tình yêu cần phải có chút dũng khí, cho nên khi Tố Tố nói ra toàn bộ câu chuyện cần tôi giúp đỡ, nên tôi tuyệt đối không từ chối. Nè, nói thiệt nha, nếu lần này biểu tôi thông đồng với Kỷ Liêm để gạt ông, chắc chắn sẽ có tin vui đó, phải không? Anh đừng có mơ. Tới lúc đó hả, tôi đục ông á. Làm gì mất tình người với anh bạn, nói chơi thôi mà. Nói chơi cái gì? Đó, lúc trước cậu gì quen với gái nhà giàu bỏ rơi con Tố Tố, sau đó còn bị người ta đá đít lại quay trở về gạt Tố Tố. Lần này nếu cậu không nói con chuột tội, chắc chắn nó sẽ đánh cậu bầm dập luôn á. Cậu biết lỗi rồi mà nữa. Đừng mà. Cậu biết lỗi mà không chịu sửa cũng vô ích thôi. Bởi vì thì bây giờ cháu đang sửa nè. Cậu thiệt tình á. Ơi, ông dạy con giùm người ta để làm cái gì? Canh chừng con của mình thì hay hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Nè, nhưng mà con lớn còn có quyền, khỏi phải lo ha. Xong rồi, mọi người đã hiểu rõ hết trơn rồi, chúng ta về nhà ngủ thôi. À, đi đi. Được. Vậy chúng ta đi. Đi thì đi chứ. Nè. Sư Quân.
vòng ở đây hoài à? Em chóng mặt à? Chút xíu thôi. Vậy hay là chúng ta đi thẳng đi, chứng minh thử coi trái đất này có phải tròn không? Không phải đã là sự thật rồi sao? Chứng minh nữa thì rắc rối lắm đó. Vậy cũng phải. Hay chúng ta ngồi đi. Anh làm em buồn à? Thật ra anh có yêu người ta không vậy? Lúc nãy cả thế giới đều nghe rồi, hỏi gì nữa? Anh bắt đầu yêu người ta hồi nào vậy? Khi nào không quan trọng, quan trọng nhất là bây giờ. Nhưng cho đến bây giờ em vẫn không cảm nhận được anh có biểu hiện gì đối với em nữa. Anh nên im lặng hơn là mở lời. Nhưng mấy lâu anh đối với người ta lúc nào cũng lúc nắng lúc mưa, em thì cũng biết anh đang nghĩ gì. Anh cũng không muốn. Không phải là muốn hay không, mà là anh cảm thấy có xứng đáng hay không. Nếu anh thấy xứng đáng á, lẽ ra anh phải chiếm đoạt nó chứ. Anh bày bao nhiêu trò, có phải anh thấy em mất sĩ diện không? Không, em nói đúng. Nếu mình thật sự thích thì cần phải chiếm đoạt, không cần biết chuyện gì. Em biết. Em biết cái gì? Phải nghĩ tới cảm xúc của Sang Sa. Cùng lắm là vậy, từ nay khi nào chúng ta gặp mặt nhau á thì cố gắng tránh né. Tô, em rộng lượng lắm. Bây giờ chỗ này không có ai. Phải ha, không có ai để làm gì? Sang Sang lại không có ở đây nữa. Vậy thì sao? Vậy thì không cần tránh né rồi. Vậy là sao? Anh không hiểu. Em đâu có biết làm sao đâu. Có phải anh muốn cái gì thì được hay không? Không biết nữa. Anh muốn nắm lấy bàn tay của em. Bàn tay trái hay là bàn tay phải? Tay trái của anh nắm bàn tay phải của em. Anh còn muốn choàng cổ dài của em. Thật ra thì anh còn muốn... Cái gì? Anh yên tâm đi, anh qua tái á, em sẽ lo cho bà Điếc mà. Cảm ơn em. Con gái ở Thái nhiệt tình lắm, anh coi chừng đó. Tôi bắt đập bất xong mà. Sao anh biết vậy? Tiểu Đình nó nói. Không dư hơi vậy anh. Ít ra anh cũng là một việc thiện. Bây giờ em vui vẻ lắm rồi. Qua tới bệnh á, anh cố gắng làm việc nha. Anh biết. Nè,
Nếu có đám cưới thì nhớ báo sớm nghe, anh nhất định về dự tiệc. Nhất định. Tố Tố, anh có vài câu muốn nói với em. Anh có thể nói chuyện riêng được không? Vài câu thôi. Quy tính. Mấy câu thôi. Nè, có nhiều chuyện đừng nói là anh không nhắc nhở em nghe. Thật ra anh xin tặng em vài lời khuyên. Coi chừng đàn bà đó, hiểu không? Coi chừng bản thân em bị người ta gạt. Em ở Hồng Kông cũng biết rồi đó, thích cái mới không thích cái cũ, nhất là sư muội của ổng đó. Hiểu rồi chứ gì. Thôi được, anh đi nghe. Chăm sóc bá giùm anh. Yên tâm đi, em biết rồi. Mai mốt gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đi hả? Chưa gì nói xong rồi à? Nhớ bảo trọng nha. Bye bye. Bye bye. Hắn nói gì với em vậy? Không nói cho anh biết đâu. Quan hệ của mình như vậy mà không nói cho anh biết. Không được nói bậy nha. Không có quan hệ gì hết. Nên cái chuyện quan hệ này á, tùy người thôi. Nè, con đừng cắn được cắn lưới, nếu không tôi băm cổ. Người ta đang vui vẻ với nhau, con đừng có làm phiền nha. Tôi thích đó. Con muốn sư phụ yêu con cũng khó lắm. Thì đưa anh ấy đi thôi. Nè, nè. Ê, tại sao phải ép mình vào góc chết như vậy? Cô đâu phải là không có cơ hội. Bữa tôi có cơ hội sao? Cơ hội tràn đầy. Đi, để tôi đi với cô. Tôi từ từ nói. Nói đi, nói đi. Chúng ta vừa đi vừa nói. Hả? Vừa đi vừa nói được không? Cũng được. Đằng trước có một nhà hàng, tới đó ngồi kêu ly nước uống rồi từ từ nghiên cứu. Hả? Vậy thì đi lẹ lên. Nè, nhanh lên đi mà. Đi lẹ lên. Alo, Hòa Tân Tân. Tố Tố. Hả? Sao rảnh rỗi gọi điện cho tôi vậy? Tôi tưởng đâu dạo này cô có tình nhân rồi quên tình bạn rồi chứ. Tân Tân phát cho cô nè. Cô bắt chước đi. Còn nói nữa. Thôi, không nói với cô nữa đâu. Tôi có chuyện phải làm. Vậy đi. Alo, anh Cao hả? Tân Tân đây. Hôm nay anh có thể xin hoạt tích qua Hồng nghỉ một ngày không? Nè, ở đâu vậy? Hình như chỗ này nè. Ý, cái gì? Chỗ này. Nè, em bị người ta ghẹo thôi chứ gì. Không phải đâu, không phải đâu. Chắc là thằng bếp đã chết rồi. Bây giờ chôn xác ở đây nè. Điên thiệt, dĩ nhiên là không phải. Sao anh dám khẳng định? Anh biết được tin mới à? À không, luôn luôn miệng anh nói đại đó thôi. Sao, biết anh cũng có bản lãnh mà. Phải. Nè, sao không đi, đi đi. Ủa, tiếng gì vậy? À, đi đi. Nè nè, đi đi, đi đi. Chào chú Tím. À, cháu xin một chút thời gian của chú Tím thôi. À, một chút thôi nha, tôi phải tập thể dục cho đàn gà nữa. À, cho hỏi, chú có biết thằng bếp hay không vậy? Nè, có phải cổ đang hỏi cậu hai của chúng ta không? Nè, cậu hai đã dặn được gọi nó là thằng bếp rồi mà. À, vậy cậu hai của chú Tím có phải tên là Kim Nhất Sơn không vậy? À, vậy thì đúng rồi. Vậy cậu hai của chú Tím cũng tức là thằng bếp phải không? À, vậy thì cũng không thể nói như vậy. Ông đừng có nói bậy nữa. Bà đừng nói bậy thì đúng hơn nè. Cô kiểm tra hộ khẩu hả? Mặc kệ họ đi, chúng ta đi lo cho đàn gà còn hay hơn. Ê! Cái gì? Xưa nay á, thằng bếp là thần tượng của tôi. Với lại tôi rất muốn biết những chuyện về ổng. Chú Tím có thể kể lại cho tôi nghe được không? Làm ơn đi mà. Ê, tôi đã nói rồi, cậu hai tôi nói nó không phải là thần bếp rồi mà. À, là vậy đi. Chúng ta đừng nói về thằng bếp nữa. Chúng ta nói về cậu hai của chú. À, được không? Lúc còn nhỏ có phải đặc biệt hơn người ta không? Có phải không vậy? Ờ, à, vậy cũng phải. Cậu hai của tụi tôi lúc còn nhỏ thông minh lắm. À, cậu không có nói sai. Đúng vậy. Cũng nhờ một tay tôi nuôi nó giỏi như vậy đó. Cao cả lắm sao? Chà, công lao của chú Tím á, thiệt là cao cả nha. Bái phục, bái phục. Còn phải nói chuyện của cậu hai tôi á, tôi là người hiểu rõ nhất. Ờ, à, không biết cậu hai của chú Tím á, có hình dáng như thế nào ha? Năm nay độ khoảng bao nhiêu tuổi? À, năm nay có lẽ cậu hai cũng được 30 mấy tuổi rồi. Nhưng mà năm lên 10 tuổi á thì... Năm đó cậu hai của chúng tôi thiệt tình khổ lắm. À, cậu hai à, cậu nhất quyết ăn bữa này sao? Đầu bếp này rất nổi tiếng, cực khổ lắm con mới mời được ông ở bên Pháp qua đây nấu một bữa ăn ngon, nhất định con phải ăn. À, nhưng mà
chú lại muốn nói chúng ta hết tiền rồi à? Phải cậu hai à, hở chút á là cậu ăn một bữa trăm mấy ngàn, gia tài của ba cậu sắp bị cậu ăn hết trơn rồi. Con ăn luôn bữa nay được không? Ăn luôn bữa nay chúng ta sẽ hết tiền thiệt đó. Phải cậu hai à, nếu cậu không ăn bữa này tiết kiệm chút tiền đủ để chúng ta chi tiêu tới một năm lận đó. Biểu con ăn mấy thứ tầm thường sao? Chẳng thà con ăn xong bữa nay rồi chết đói, kêu họ dọn lên cho con. Chính là như vậy đó, cậu hai của tôi vì muốn ăn ngon nên ăn hết toàn bộ gia tài. Sau đó thế nào? Sau đó chúng tôi tới đây nuôi gà để kiếm sống. À, bây giờ cậu hai của chú Tím đâu? À, thỉnh thoảng nó cũng có về thăm tụi tôi, với lại thỉnh thoảng nó cũng lùa đàn gà đi bộ để tập thể dục. Dạo trước nè, người ta chỉ muốn nghe chuyện của cậu hai thôi chứ không muốn nghe ông giảng đạo đâu. Ông đừng có tối ngày lo chuyện của mình được không? Bà biết cái gì? Phải rồi, tôi không biết, ông giỏi nhất. Tôi phải nói. Bác Phúc à, bác có thể từ từ nói, tụi tôi còn dư thời gian mà. Đó, người được ăn học nói chuyện cũng khác người ta. Tôi thích nói chuyện với cô lắm. Phải, lúc nãy chúng ta nói tới đâu rồi? Tôi nhớ rồi, nhớ rồi. Nói tới hình dáng của cậu hai phải không? Phải. Nè, tôi có tấm hình của nó cho hai người coi nha. Chờ chút. Hay lắm. Phải, cậu hai của tôi thiệt tình đẹp trai lắm. Vậy à? Lần này bà nói không có lầm ha, cô coi đi. Hả? Hình con nít. Đáng tiếc số của nó không tốt hả? Rốt cuộc gia tài bị nó phá sạch hết. Nghe nói có một thời gian nó lưu lạc ở làng Họ Lý ở đâu đó, không bao lâu lại nghe nói là nó đi Pháp học làm đầu bếp. Tiếp đó thì không bao lâu người ta đồn nó đã làm thần bếp. Phải đó, con người cậu hai tuổi tôi biết cách ăn uống. Nó còn học nghề đầu bếp nữa, con người nó thông minh, tuyệt đối có tư cách làm thần bếp. Đó, dạo trước nó mới dẫn một cô gái đến thăm tuổi tôi nữa. Tôi vừa chợt nhớ bà đã nói hết giùm tôi vậy, tức là sao? Bà nhái tôi phải không? Trời ơi, ai thèm nhái lại ông, tôi khoái ông bị si đa sao? Tôi có, bà cũng có vậy. Có cái đầu của ông. Nè, hai người mỗi người nhìn một câu đi. Mỗi người nhìn một câu đi. Vậy lần trước khi thằng bếp đến thăm chú Tím á, chú Tím có nhớ khi nào không? Khoảng 2 tháng. Đâu có ít vậy. Nè, bà nói hay là tôi nói đi hả? Ủa, không phải sao? Ông không biết thì đừng có nói lung tung. Không biết cái gì, thiệt tình là 2 tháng trước chứ bộ. Nè, xin lỗi nha. Dạ là vậy, khi thằng bếp tới đây á, ông có nói lại ông ở đâu hay không vậy hả? Bà nói đi. Tôi không nói nữa, ông nói hết luôn đi. Nè, lần này tôi cho bà cơ hội để nói đó. Bà muốn nói thì nói đi. Ông này. Hỏi thiệt nha, bác Phúc, bác bị đản trí không nhớ thì phải không? Nếu không như vậy, ông đâu có chịu nhường tôi nói. Này Tím Lộc à, nếu Tím biết hay là Tím nói đi. Không lẽ Tím cũng không biết à? Đúng Phúc, bà tên là Vô Tri đó. Nè, đủ rồi nha, ông đừng có chà đạp tôi nha. Chà đạp cái gì hả? Bà cũng không nể mặt tôi vậy. Không phải sao? Không phải cái gì? Cãi đi nha. Ông làm vậy là sao đi? Nè, đó, tại bà không à, làm người ta sợ rồi đó, thấy chưa? Bây giờ làm đàn bà thiệt là hạnh phúc. Tôi thấy đàn ông bây giờ tay chân của họ chậm chạp quá à. Đói bụng quá đi, lẹ lên giùm. Được rồi, đợi thêm một chút nữa đi. Hay lắm. Lúc nãy tôi nói cái gì? Cậu nói dạo này bé phì quá. Bộ lúc nãy tôi có nói chuyện đó sao? Cậu nghĩ coi, có một người muốn điều tra lý lịch, cậu lại không biết người đó là ai. Cậu nên cẩn thận đi. Đúng rồi, anh ráng cẩn thận đi, không phải tôi. Phải rồi, tôi ráng cẩn thận. Nè, nói thiệt đó nghe, đừng có giỡn nữa, chuyện này hệ trọng lắm. Chứ, có gì hệ trọng đâu, chưa biết sợ là gì. Nói thiệt, coi bộ ít có ai biết thân phận thằng bé của anh. Có khi nào anh xích mích với người ta không? Có xích mích với người ta hay không thì tôi không biết, nhưng mà mấy chuyện này không thể lo nghĩ nhiều. Bây giờ này, tôi không có sợ gì hết, chỉ sợ là mất tố thôi. Nếu thật sự có người muốn phanh phui thân phận thằng bé của anh, hay là sư phụ Tần dặn thật nhớ là những chuyện trước đây Tố không dễ dàng tha thứ cho anh đâu, anh có nghĩ điều đó không? Đến giai đoạn này biết sao được bây giờ. Nếu vui được thì cứ việc vui hả? Cho dù mai mốt đi tới chỗ khác ở cũng có kỷ niệm khó quên mà, có phải không hả? Tôi thì không ngờ nha, thì ra con người của anh á, một người có cá tính như vậy. Vậy sao? Nhưng mà có một điều tôi càng không thể ngờ, lúc còn nhỏ anh đẹp trai quá. Vậy à? Hay sao bây giờ tôi cũng đâu đến nổi. Sư Huynh, em yêu anh. Sư Huynh, ủng hộ anh. Sư Huynh, đẹp trai nhất. Em yêu anh yêu em. Chúng ta yêu lẫn nhau, mãi mãi được hạnh phúc, mãi mãi được bên nhau. Ê, trời ơi, sao khó chơi quá vậy? Nè, tôi qua giùm con nghe.
Chà, sao Sang Sang chạy qua bên đó nhanh vậy ta? Nè, để tôi ném giùm cô. À, cô làm vậy là sao đây? Phúc sư phụ điền biểu cậu canh chừng Sang Sang, cậu đang bận lo công việc, cậu cứ mặc kệ chuyện của tôi và Kỷ Liêm đi. Nè, sư phụ biểu cậu giúp tôi mà. Nè, bây giờ tôi canh chừng Kỷ Liêm giùm cậu. Cậu giỏi lắm. Còn phải nói nữa. Tiến lên. Cháu, tôi thắng được rất nhiều vòng tròn, có thể đem đổi chú gấu nhỏ. Sao vậy, nhanh dữ vậy? Ờ, đương nhiên rồi. Nè, mau đi đổi đem về cho sư huynh đi. Sai rồi, sư phụ không có thích gấu nhỏ đâu, mà thích gấu bự vậy nè. Rõ ràng cậu nói là thích gấu nhỏ mà. Đâu có đâu, gấu bự. Sư phụ chỉ thích con gấu bự thôi. Chết thiệt, lấy gấu lớn phải có rất nhiều vòng tròn. Phải nhiều lắm, vậy thì cô mau đi chơi thêm vài ván đi, nhanh lên, nhanh lên. Tôi phải đi gặp sư huynh. Giỏi giỏi thôi mà, ngoan đi, ngoan đi. Đừng có nhõng nhẽo quá được không? Phải đó. Cô thử tưởng tượng coi. Nè, khi sư phụ ôm con gấu bự của cô tặng cho, tâm trạng hưng phấn nó cũng hưng phấn giống như đang ôm cô vậy đó. Rất là ấm áp, rất là hạnh phúc. Thử hỏi cái gì đó, cái gì đó. Đó là cái gì? Thì cái gì, cái gì á? Cũng được, tôi tin cậu. Bị tẩn rồi. Sao cô nhìn sư huynh tôi? À, đâu có. Không hả? Rõ ràng tôi thấy mà. Đó 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 đó. Nên nó không có mà. Ê ê ê ê ê ê. Nổi nổi cơn điên gì vậy? Vậy vậy anh đã hứa gì với em đi? Anh nhớ 7 ngày chứ gì. Sao anh còn cùng cổ? Anh về cổ đâu có gì. Tiến lên. Tôi đang ngủ gục không thấy về hết. Đừng có hỏi tôi. Tớ tớ à, đồ ăn được chưa? Gần xong rồi, lấy cái nào? Lấy cái này hả? Nè, mấy người thấy chưa? Thấy gì? Hả? Đâu? Bọn họ đang nắm tay nhau kìa. Yeah. Lấy cái này đi. Cảm ơn. Tiến lên. Cậu khoan ngủ gật đã. Cậu nói nếu tôi tặng con gấu lớn cho sư huynh, anh sẽ hôn tôi mà. Tôi có thấy gì đâu. À, phải, thì ra sư phụ không có thích chơi gấu bự. Vậy anh thích cái gì đây? Dê bè he. Cái gì? Dê bè he đó. Dê bè he có nhiều râu á. Hả? Dê bè he có nhiều râu, nhiều râu. Nhiều râu. Tốt tốt. Cái này hay hơn. Cái này hay hơn. Cái này hay hơn. Sư huynh, thật ra có phải anh và Tú Tú có cái gì đó không? Đã nói là không có gì mà. Tú Tú, cô nói thẳng đi. Thật ra có phải cô và sư huynh có cái gì đó hay không? Cái gì? Cái gì chứ? Cái gì đâu? Gì đâu? Cái gì chứ? Cái gì đâu? Nè, chắc chắn tôi sẽ thử được. Cái này hay hơn. Cái này hay hơn. Chào ông. Ông có gọi món gì chưa? Một nơi không âm nhạc, ăn món gì cũng vô vị. Vậy thật ra ông cần dùng gì không? Cho tôi ly nước suối. Nước suối à? Chào ông, xin lỗi nghe. Ở đây nếu uống nước suối thì phải tính gấp đôi lận. Ồ, không thành vấn đề. Gấp 3, gấp 4 cũng không thành vấn đề. Hôm nay bà chỉ lấy của tôi chút xíu tiền, không chừng mai mốt sẽ trả lại cho tôi gấp 100, gấp ngàn lần. À, phải, khách hàng luôn là thượng đế. Ông thích nói sao chúng tôi đều phải nghe đúng không? Nhưng mà vậy, đầu bếp của Mỹ Dị Viên chúng tôi rất được khách hàng hoan nghênh. Ông dùng thử ở đây để coi. Mỗi một người làm chuyện gì đều có mục đích của mình. Nhưng mà tôi, mục đích của tôi không phải tới đây đang uống. À, phải, tôi biết. Ông tới đây uống nước suối thôi, phải không? Bà chưa biết đâu. Từ từ đi, từ từ bà sẽ biết. Ông à, nước suối đi. Từ từ uống ly nước suối của ông đi. Nè bà, nhìn mặt cái ông này giống như là hơi khùng khùng vậy đó. Tôi cũng nghĩ vậy á. Nếu mà biết sao bà còn nói nhiều chuyện với hắn vậy? Tôi làm sao biết, tôi thấy ăn mặc lịch sự. Tôi sợ đại hùng xích mít với khách sộp thôi. Khách sộp đâu có uống nước trắng như vậy chứ. Yên tâm đi ông chủ gì mập, có đại hùng ở đây không sao đâu. Nè, không phải đâu. Nghĩ lại biểu con Kỷ Liêm đừng có tới gần. Phải. Ủa? Ý? Kỷ Liêm đã mất tiêu rồi. Hình như Kỷ Liêm bị cậu kình kéo ra sau vườn hát tình ca rồi.
Phải nói không vậy? Thằng Quý Kinh này, trong thời gian làm việc, nó dám qua đây quấy rầy nhân viên của tôi được cho nó biết tay. Nè, 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 bà nó à. Thiệt tình nó là thanh niên trai gái mà. Nếu có thời gian rảnh thì kệ nó đi. Dù sao giờ này cũng không đông khách lắm. Không ngờ ở đây cũng có khách tri âm. Anh thật không hiểu tại sao chúng ta lại ra nông nổi này. Anh yêu em cũng yêu anh mà. Anh Trạc à, nhiều khi yêu cực khổ quá. Thôi thì đừng yêu nữa. Khổ hả? Anh không có khổ. Đó, lúc nào anh cũng vậy cả. Không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người ta. Để anh sửa lại. Bây giờ nói gì anh cũng nói là được cả. Vô ích thôi anh Trạc à. Ít ra em cũng phải cho anh cơ hội cái đã. À phải, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn nhau không? Trời ơi, nếu nói như vậy thì phải nói dài dài rồi. Vậy thì anh không nói. Anh hát, anh chuẩn bị rồi, em có nhớ không? Lần đó có một bài hát, khi anh hát cho em nghe, em cảm động lắm mà. Đã nói vô ích rồi mà. Có mà, để anh làm em cảm động thêm một lần nữa. Gì vậy? Cái gì vậy? Anh có thể đừng đàn nữa không? Anh làm phiền tôi nấu nướng không được kìa. Trước tiên, anh thật cũng biết thưởng thức cái hay. Nhưng mà vậy, tôi không thích kẻ thiếu kiến thức với anh. Nhưng mà anh làm ơn ráng chịu thêm một lát. Bây giờ tôi và bạn gái tôi đang tâm sự. Sau khi tâm sự xong, tôi sẽ không phiền anh nữa đâu. Cảm ơn. Vậy tức là sao? Không được. Không phải là tôi không muốn chịu anh, nhưng mà anh cũng phải nghĩ đến cảm xúc của những người khách ở đây chứ. Không lý nào, bởi vì anh làm cho các thực khách mất khẩu vị về thức ăn của tôi nấu. Nếu anh muốn hát, anh đứng xa chút đi. Đầu ngõ đó, đầu ngõ được hát đó. Không được, tôi phải hát trước mặt ban ban. Buông ra, buông ra. Chỉ một chút thôi mà. Trời, cái đàn của tôi. Cái bộ anh ác không thành đâu. Em đi nha, tạm biệt. À cũng phải, là từ nay đừng gặp nữa. Băng băng, băng băng, em đừng đi mà. Mọi việc đã xong xuôi rồi. Duyên phận của chúng ta đã hết. Đừng miễn cưỡng nữa, em đi đây. Bye bye. Nè, băng băng, băng băng. Xin lỗi nghe. Tuy là tôi cố tình, nhưng mà tôi không có cố ý. Xin lỗi nghe. Anh đó, đúng là mèo khóc chuột. Hai người nhà anh không đâm trúng thịt không biết đau đâu. Nè, muốn sao vậy hả? Anh có sao không? Đừng vậy mà. Nè, anh ơi, chạy đi. Sư phụ, trở lại sư phụ. Tôi chịu hết nổi rồi. Vậy cá? Cô đơn xong chưa? Hà Tiểu Kinh, tôi nhận cô lâu lắm rồi, cô muốn gì đi? Làm gì vậy? Thiệt tình cũng phải tại tôi đâu, tại anh một hai đời hát cho người ta nghe thôi. Cậu muốn hát gì thì hát, nhưng mà không được đệm đàn. Ủa, sư phụ Điền hát không có đệm đàn hay hơn sao? Sao cái đầu của cậu á? Tóm lại tôi còn muốn nghe âm thanh của cái quỷ quái này. Hãy nghe âm thanh của thứ quỷ này, tôi lại thấy màu đỏ nó đầy người tôi. Trời ơi, ông muốn binh đệ tử ông ngăn cản tôi đeo đuổi kỹ liêm thôi. Tôi cứ đờn vậy đó. Ủa? Nè, cậu Kinh à, có phải đâu? Hễ, hễ ông nghe tiếng guitar của cậu á, cả người ông đỏ ửng lên à. Cậu thấy không? Đó, mình mấy ông đầy hết trơn à. Cậu chịu thì ông đi, đừng đờn nữa chịu không? Hát không đi ha, hát không đi. Xe. Hả? Cô mê ổng dĩ nhiên là có binh ổng rồi. Tôi cứ đợi là vậy đó à. Nè, à, này, này. Nói gì? Nói gì? Anh đừng thương nữa. Nếu mọi người không thích thì anh đừng có đợi hay là đi thôi. Không được đâu Kỷ Liêm à. Bọn họ ý đồng hiếp yếu thôi. Nhưng mà tình yêu tôi dành cho cô không thể rút lui được. Cho nên tôi phải kiên trì đến cùng. Tôi phải đợi và đã. Lên đi. Ông không được tới nhà đi. Lên đi. Ông không có gì đây. Lên đi. Lên. Đừng. Lên đi. Đừng mà. Lên đi. Đau đi. Để coi cậu còn dám đờ nữa không?
Đợi đi. Cậu bé. Hả? Cậu hãy đờn bài mà cậu thích đi. Dạ, dạ. Cảm ơn ông. Ủa, ai vậy? Tính ra đi. Hả? Ông à. Hả? Cho tôi hỏi quý danh ông. Ông là ai vậy? Ta nói mi đờn. À, chào ông mi, chào ông mi. Tôi không phải họ mi, tôi biểu cậu đờn guitar. Cha, biệt hiệu mi đờn guitar. Hay thiệt nha. Đờn. Đừng đi. Không được đâu. Đừng đi. Không được đâu. Tiếp tục đâu. Ai sử dụng người ta vậy hả? Âm nhạc là một thứ rất tuyệt diệu. Tại sao phải đàn áp nó? Tôi không cần biết nhiều. Tóm lại thùng gỗ này nó đang giết tôi đi nè. Ê, nghe tới âm thanh này tôi lại nấu nướng không có được. Nấu ăn. Một thế giới không có âm nhạc, ông nấu gì ta cũng không ngon đâu. Không phải đưa đâu. Cho tôi. Hả? À. Không. Ồ không. Không. Có biết thế nào gọi là nhạc rock không? Không. À, hay lắm, hay lắm. Hết rồi sư phụ à. Cái guitar của tôi. Nè ông à, cái guitar này của tôi mà ông nhầm lẫn rồi. Hay quá, cái thứ đàn rác rưởi này nè, tôi sẽ đợi lại miếng bít tết cho cậu. Nè sư phụ Điền à, giữ lời đó nghe. Đâu có dễ như vậy được. Hôm nay ông làm hư cái guitar, cái giá mà ông phải trả sẽ là rất lớn. Gì? Lớn lắm, gì? Điền thiệt á. Nè nè, chuyện gì ồn vậy? Cái giá gì mà rất lớn vậy hả? Trời. Cà phê cho ông uống nha. Không uống nữa. Ông đi Mỹ Chị Duyên về sau kỳ gì? Xảy ra chuyện gì? Đi vị cát Kim Nhất Sơn. Được, bọn thương trạch này nhất định hạ gục mày. Mấy năm qua ông vì muốn phát triển Thiên Dương, vì muốn trả thù lúc nào cũng cực khổ. Tôi rất hy vọng ông có thể mau chóng trả được thù, có thể nghe lại tiếng đàn du dương của ông. Nay mai sẽ thành hiện thực. Tôi nhìn hắn thêm một thời gian nữa. À phải rồi, tôi có phát hiện mới. Tên Kim Nhất Sơn cũng tức là Điền Dị Cát. Quan hệ của hắn và Tần Tố Tú đã là như vậy. À, thì ra đã phát triển tới giai đoạn này. Bây giờ nghĩ lại, hèn chi Tần Tố Tú lại binh vực cho tên Điền Dị Cát. Nhưng mà họ không được vui vẻ lâu lắm đâu. Khi thân phận của Kim Nhất Sơn bị tiết lộ, Tần Tố Tố sẽ mau chóng bỏ hắn. Tốt. Hại tôi bị mất cô vợ. Tôi muốn hắn suốt đời phải ở giá. Lần này mình sẽ thử được bọn họ có gian díu gì không. Để tôi cầm giùm cô. Cảm ơn. Trời, sao không có lửa đỏ nhá lên vậy? Cô làm gì vậy? Đâu có gì. Ây, làm tôi giật mình vậy. Uống ly nước định thần lại đi ha. Bà ngồi đi, ngồi đi. À, ăn đi. À, nè, bà uống hớp nước trước đi. Cảm ơn nha. Không cần cảm ơn. Ê, con dĩa salad quên đem ra. Ủa, làm gì vậy? Có mũi hả? Ủa, sao cô cầm cái đập mũi múa hoài vậy? À, đây không à. Lát nữa ăn cơm xong coi phía sau có phải bị động nước không nha. Không biết nó có bị điện giật không. À, thử đi. Ừ, tôi sợ nè, lắm. Nè, đừng sợ nha. Dơ rồi. Bị dơ hả?
thử được mọi người rồi đó. Suwin, anh nhẫn tâm lắm. Được, mình phải bắt gian tại trận để mấy người mất mặt chứ. Chắc là Tố Tố làm cho mình ăn. Thơm phừng phức. Quả như là có tiến bộ. Số 5 đường Gia Tư. Không gặp không về. Tố Tố. Sư phụ à. Sư phụ. Tôi ra ngoài lát. Lát về liền à. Có chừng á. Ê, ham ăn khó mập lắm nghe. Có chừng đó. Ốm kiểu này hoài sớm muộn cũng biến thành khỉ khô à. Chỗ này là số 5 đường Gia Tư. Tố Tố hẹn mình tới đây làm gì vậy? Tố Tố. Gì cả? Rành mà quá đi. Anh đang nói mình hả? Ha, hẹn người ta tới mấy chỗ này là sao đây? Bộ không phải em hẹn anh sao? Bộ cái bánh đó không phải của anh làm à? Đâu có. Không lẽ có người muốn trêu ghẹo chúng ta? Chắc là tên nghịch đồ Tiểu Đinh rồi. Sao nó làm vậy chứ? Chắc là nó muốn chúng ta chọn sẵn cái giường. Thì không biết có phải hai thầy trò anh thông đồng với nhau hay không nữa. Anh thề là mình không có. Nhưng mà dù gì cũng tới đây rồi, thôi thì nhân tiện chọn luôn hả? À, cũng được. Lúc nãy em thấy có một cái giường đẹp lắm. Ở đâu, ở đâu, ở đâu? Đi, đi. Ở đâu? Bên này, ở đâu? Nè. Ở đâu? Bên này, ở đây, nè. Đây, đây hả? Ở đây nè. Đâu vậy? Ở đâu? Ở đây nè. Ở đây. À, ở đây, ở đây. À, em hư quá nghe. Không phải chỉ người ta. Chúng ta hãy thiệt tình thử cái giường này trước nghe. Ừ. Nè, anh nhúng mạnh tới coi. Coi có chắc ăn không? Ừ. Mạnh nữa đi. Ừ. Mạnh nữa đi. Gặp lấy. Gặp lấy. Tôi đã bắt gian tại trận rồi. Hai người đúng là đôi cẩu nam nữ. Trời ơi. Làm gì vậy? Đúng là ba ngày ba mà. Mất hết đạo đức. Mất hết liêm sĩ. Nam thì vô lễ, nữ thì phí sọt. Xấu hổ quá. Xấu hổ quá. Thử giường làm gì nằm lên giường ta luôn vậy. Trời ơi, ghê quá, lộ liễu quá. Lộ liễu quá trời. Xấu hổ quá trời. Xin mọi người im lặng. Lộn vậy đó. Xin xin sao nằm cái quá quá tiếng ngô thấy to chừng ngô ngô chân ngô tên ly phu lắm hay tôi quá lần ai kêu mày xin nhất cứ phu ngô nhất chân xong.